Miss Trend Thùy Tiên xuất hiện cùng Vương Miện 12 tỷ, hé lộ lịch trình diễu hành thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Thùy Tiên chính thức hoàn thành 3 ngày cách ly sau khi đáp cánh an toàn tại Đà Nẵng. Bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung đã có cuộc hội ngộ ấm áp cùng tân hoa hậu sau chiến thắng lịch sử. Chinh chiến cuộc thi Miss Grand International 2021 với sự chuẩn bị và thể hiện xuất sắc của mình, hoa hậu Thùy Tiên đã mang về cho Việt Nam chiếc vương miện cao quý. Chiến thắng của người đẹp nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dân Việt Nam. Sau một tháng thực hiện trọng trách của mình tại Thái Lan, nàng hậu đã trở về Việt Nam. Cô đáp cánh an toàn tại Đà Nẵng và nghiêm túc thực hiện cách ly theo quy định trước khi bắt đầu chuỗi hoạt động trên cương vị mới. Mới đây, bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung cùng ekip Sen Vàng Entertainment đã có mặt tại địa điểm cách ly để chào đón hoa hậu về nước. Bà trùm còn tinh tế chuẩn bị thêm một bó hoa rực rỡ để chào mừng nàng hậu. Cả hai bày tỏ sự mừng rỡ khi hội ngộ sau gần 2 tháng xa cách. Thùy Tiên cũng vô cùng xúc động khi được trở về quê nhà cũng như gặp gỡ những người thân quen. Sau khi check out khỏi địa điểm cách ly, hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện rạng rỡ với nụ cười tươi cùng chiếc vương miện danh giá và sát danh vị Miss Grand International 2021. Nàng hậu vô cùng xúc động khi được gặp lại bà Phạm Kim Dung, người đã tin tưởng giao trọng trách cho cô trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Được mệnh danh là Miss Cut Out, nàng hậu đã không làm người hâm mộ thất vọng khi xuất hiện cùng chiếc đầm cut out độc đáo nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Chiếc váy của nhà thiết kế Tăng Thành Công còn khoe khéo đôi chân thon dài của nàng hậu sinh năm 1998. Theo thông tin mới nhất từ bà Phạm Kim Dung, tổng giám đốc Sen Vàng Entertainment, hoa hậu Thùy Tiên sẽ được chào đón tại sự kiện Homecoming vô cùng hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 1 năm 2022. Sự kiện sẽ có hai hoạt động chính là roadshow diễu hành đường phố trên các trục đường lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu tại trụ sở công ty Sen Vàng, và chương trình giao lưu cùng hoa hậu Thùy Tiên tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đây được xem là sự kiện lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử nhan sắc Việt Nam và nhận được nhiều sự mong chờ của người hâm mộ. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng sự nghiệp của Nguyễn Thúc Thùy Tiên khiến nhiều người đẹp ngưỡng mộ. Người đẹp có kinh nghiệm tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ khác nhau. Bắt đầu từ năm 2017, Thùy Tiên đăng ký tham gia cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ và xuất sắc đạt được vị trí Á Khôi 1. Đến năm 2018, người đẹp ghi dấu ấn lớn với top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 và danh hiệu Người đẹp nhân ái. Cùng năm này, mỹ nhân 9X đại diện Việt Nam đi thi Miss International, hoa hậu quốc tế tại Nhật Bản. Cô được kỳ vọng bởi có những tiêu chí để đại diện cho quốc gia đi ra đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, có lẽ thiếu chút may mắn nên người đẹp không đạt thành tích cao. Tối 4 tháng 12, nhiều người vỡ òa cảm xúc khi đón nhận thông tin đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa trở thành tân hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Vượt mặt hơn 59 thí sinh khác, Thùy Tiên gây ấn tượng mạnh với câu trả lời vấn đáp: "Người tôi muốn gặp bây giờ chính là giáo sư Sarah Gilbert, người phụ nữ sáng tạo ra vaccine AstraZeneca để cảm ơn." Với câu trả lời tuyệt vời như vậy, nàng hậu nhanh chóng đánh bại đại diện của các cường quốc sắc đẹp khác, cụ thể như Brazil, Puerto Rico. Thùy Tiên đăng quang nhận vương miện từ người tiền nhiệm là Evelyn Abena Apia. Đặc biệt, cô sẽ cùng được nhận phần thưởng tiền mặt 40.000 đô. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực của nàng hậu. Được biết, trong các phần thi trước đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn xuất hiện với hình ảnh thân thiện, tràn đầy năng lượng và nổi bật trong các phần thi và trong mắt bạn bè quốc tế, đặc biệt là đại diện Hồng Kông Sen Giang. Thật tự hào về cô gái Việt Nam đầy nhiệt huyết và bản lĩnh khi ở tuổi đôi mươi.